Sau đây là chương trình Chuyện Bốn Phương với nhà báo Lê Phan. Cuộc hành trình thần kỳ của hai bà cháu. Cách đây 7 năm, Brad Ryan, lúc đó đang là sinh viên thú y ở Viện Đại học Ohio State University, và cụ Joy Ryan, bà nội của Brad, đã quá chồng từ 20 năm nay, đang sống một mình ở một thị trấn nhỏ, đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại. Trong câu chuyện, bà cụ bỗng nói với cậu cháu nội là cụ chưa bao giờ được thấy một ngọn núi, sống trong vùng bình nguyên đồng cỏ của Hoa Kỳ. Brad ngay lập tức quyết định đưa nội đi thăm tất cả các công viên quốc gia của Hoa Kỳ, vốn tổng cộng là 63 công viên. Sau đây là câu chuyện lý thú của hai bà cháu. Brad Ryan ngừng lại để ngắm phong cảnh xung quanh. Những ngọn núi cao với những đỉnh núi tuyệt vời, một thung lũng trù phú đầy cây cỏ và một vùng rộng lớn hoang dã chưa bao giờ có người đến cư ngụ của tiểu bang Alaska. Nhưng điều làm cho Brian thán phục nhất, tuy vậy, không phải là những khu rừng lãnh nguyên toàn cây hàng đới trước mặt mình, mà là bà nội đang đi bộ trong những khu rừng thông bắc cực đó. Brad, một bác sĩ thú y hiện đang sống ở thủ đô Washington DC, giải thích: bà nội Joy của tôi là một siêu anh hùng, và dĩ nhiên cụ không phải là một bà cụ 92 tuổi bình thường. Chuyến đi mới nhất của họ là vào tháng 8 năm ngoái đến Gates of the Arctic National Park, tức là công viên quốc gia cửa ngõ vào vùng Bắc Cực ở tiểu bang Alaska, một trong nhiều cuộc hành trình mà Brad đã cùng bà nội thực hiện chung với nhau. Nội của Brad, mà Brad gọi là nội Joy, đã cùng anh chia sẻ một sứ vụ làm sao viếng thăm cho hết 63 công viên quốc gia của Hoa Kỳ chung với nhau. Từ khi họ bắt đầu cố gắng này năm 2015, họ đã hoàn tất được cuộc viếng thăm 62 công viên. Hai bà cháu rồi sẽ sắp đi đến chuyến đi cuối cùng trong cuộc hành trình thần diệu 7 năm, vốn đã khiến họ thành bạn thân nhất đời. Cụ Joy, vốn sống ở một thị trấn nhỏ xíu, Duncan Falls ở Ohio, đã vui sướng nói: nó vượt xa ngoài những gì mà tôi có thể tưởng tượng trong đời tôi. Cùng nhau, họ đã thán phục ngắm Hawaii Volcanoes National Park, tức là công viên quốc gia núi lửa Hawaii, ngủ dưới một bầu trời đầy sao của Joshua Tree National Park ở California, tức là công viên quốc gia cây Joshua ở California. Họ đã vượt cây cầu băng qua sông ở New River George Park, tức là công viên George Tân Giang ở Lansing, West Virginia, trượt xuống một đồi cát ở Great Sand Dunes National Park, tức là công viên quốc gia Đại Cồn Cát ở Colorado, và ngắm gấu nâu bắt cá salmon ở thác nước Brooks ở Katmai National Park, tức là công viên quốc gia Katmai ở Alaska. Tất cả đều thật như một chuyện thần tiên, Brad nói. Brad đã dọn đến thủ đô Washington DC từ năm 2018 và hiện nay làm bác sĩ tư vấn cho nhiều bệnh viện thú y ở khu vực thủ đô, cũng như ở hai bang Virginia và Maryland kế cận. Thêm, tôi đã được thấy thật nhiều nơi của đất nước chúng ta và gặp biết bao nhiêu người với bà nội tôi kế bên mình. Hồi năm 2015, Brad kể, mọi sự bắt đầu khi anh đang học năm cuối ở đại học. Một lần Brad điện thoại nói chuyện với bà. Trong cuộc trò chuyện, Brad kể cho bà nghe chuyện anh đã thám hiểm con đường mòn băng qua rặng Appalachian. Bị cú sốc khi bà cụ thú thật là chưa bao giờ thấy một ngọn núi. Brad nói, tôi muốn có thể giúp bà tôi được thấy ngọn núi đầu tiên. Brad hỏi bà cụ, lúc đó 85 tuổi, là liệu cụ có muốn đi một chuyến đến Great Smoky Mountains National Park,
tức là công viên quốc gia rặng Smoky, vốn nằm giữa hai tiểu bang North Carolina và Tennessee. Câu trả lời của bà cụ là: lúc nào con tới đón nội? Thế là tháng 10 năm 2015, họ chất đồ lên cái xe Ford Escape Hybrid của Brad và lên đường lái xe suốt đêm. Một khi họ đến công viên, Brad nhớ lại: nội không những thán phục ngắm các ngọn núi, nội leo núi với tôi. Ngay cả khi trời mưa tầm tã, nội vẫn tiếp tục cười sung sướng. Trước chuyến đi với bà, Brad đã qua một khoảng thời gian vật lộn với sức khỏe tâm thần. Nhưng nhờ những chuyến du hành với nội, anh đã học trở thành một người thăng bằng và vững chãi hơn. Anh nói: tôi đã cố tìm cách làm một cái gì đó để giúp nội, và cuối cùng chính nội đã cứu tôi qua những cuộc hành trình này. Từ đó, chúng tôi mới ý thức được là còn có nhiều nơi chúng tôi muốn xem và chúng tôi muốn cùng nhau được xem. Nội đồng ý. Nội Joy kể: mỗi lần nó muốn làm gì, tôi sẽ đi theo. Tôi đã được thấy những gì mà người ta chưa từng thấy suốt cuộc đời của họ. Thật là tuyệt vời. Brad nhớ lại thời mới lớn, anh rất thân với nội và liên hệ giữa hai bà cháu thật lý tưởng. Brad nhớ lại: chúng tôi rất thân thiết hồi tôi còn nhỏ. Anh nhớ đến những ký ức còn mùng một như hôm qua, như cảnh hai bà cháu đi bắt ếch trong cái hồ ở công viên trong xóm ở thị trấn Duncan Falls. Anh thêm: bà nội tôi là người lúc nào cũng cả quyết là tôi phải được chơi trong thiên nhiên. Và tôi nghĩ là tình thương của tôi cho thú vật một phần cũng là nhờ những kiến thức mà tôi biết về thiên nhiên nhờ nội. Nhưng liên hệ giữa hai bà cháu gián đoạn khi Brad đi học đại học, trong khi bố mẹ anh ly dị. Bẵng đi một giai đoạn đến 10 năm khi hai bà cháu không cả đến nói chuyện với nhau. Brad kể tiếp: qua một thời gian, tôi dần dà liên lạc lại với nội và bà cháu chúng tôi bắt đầu lại liên hệ từ đầu. Và dĩ nhiên, xây dựng lại liên hệ thấm thiết đã gia tăng nhanh khi họ trải qua nhiều tiếng đồng hồ đi đến các công viên quốc gia. Ngồi kế bên nhau, họ đã đi gần 50.000 dặm. Brad nói, điều vốn chỉ là một liên hệ bà cháu bình thường đã trở thành một mối tình thân thiết như giữa hai người bạn cố tri mà tôi chưa từng nghĩ có thể có với bất cứ một người nào khác. Tôi không nghĩ là có chuyện gì mà chúng tôi không đề cập tới, nhất là trong việc chia sẻ câu chuyện đời của chúng tôi với nhau. Bà nội Joy cũng cảm thấy không khác gì cả. Cụ nói, tôi sẽ không đánh đổi nó cho ai khác. Nó nay là bạn tốt nhất của tôi. Điều đó thật là chắc chắn không gì thay đổi được. Sau chuyến đi đầu tiên đến vùng rặng Smoky mà Brad đã chi ra với tiền của mình, anh bắt đầu một trang trên địa chỉ GoFundMe, bởi anh biết là hai bà cháu không thể có đủ tiền để viếng thăm tất cả các công viên quốc gia trong danh sách mà họ đã lập ra. Một vòng gây quỹ đầu tiên, họ kiếm được gần 3.000 đô la và một vòng khác được gần 9.000 đô la. Số tiền này đã chi cho chuyến đi kéo dài một tháng vào mùa hè năm 2017. Trong tháng đó, họ viếng thăm 21 công viên quốc gia. Brad giải thích thêm, bà cháu chúng tôi rất cẩn thận trong việc chi tiêu và cố xem được càng nhiều thắng cảnh có thể được càng tốt. Brad cũng đóng góp thêm một số tiền để dành cho cuộc hành trình này. Họ cắm trại, nấu ăn lấy và không tốn tiền cho những việc phải thuê quá nhiều dịch vụ. Tháng 6 năm 2018, hai bà cháu viếng thăm Cuyahoga Valley National Park, tức là công viên quốc gia thung lũng Cuyahoga ở Ohio. Và sau đó, cũng trong mùa hè năm đó, họ đã đi một cuộc du hành 9 ngày đến thăm nhiều công viên quốc gia khác, kể cả Shenandoah National Park, tức là công viên quốc gia Shenandoah ở Virginia, và công viên quốc gia Biscayne ở Florida. Năm 2019,
Brad bắt đầu kể lại cuộc hành trình của họ trên truyền thông xã hội để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Brad kể, có lần câu chuyện của hai bà cháu xuất hiện trên những phương tiện truyền thông địa phương. Một số những công ty và các công ty du lịch bắt đầu tìm đến và đề nghị bảo trợ cho các cuộc hành trình của họ. Nhờ vậy, họ có thêm tiền để đi tiếp. Hơn thế, anh thêm, chúng tôi được nhiều người bình thường giúp đỡ, đóng góp cho nữa. Anh kể, vô số những người lạ đã mời họ vào nhà ngủ qua đêm. Anh nói, tất cả câu chuyện này đã được tài trợ bởi sự rộng rãi của mọi người. Cụ Joy thì tin là sở dĩ câu chuyện của hai bà cháu được nhiều người lạ hưởng ứng vì nó cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu muốn. Bà cụ nói, tôi nghĩ có lẽ nó đã thức tỉnh người ta. Hồi tháng 9 năm 2019, hai bà cháu lên đường cho một cuộc hành trình 45 ngày, viếng thăm 20 công viên quốc gia trên đến 14 tiểu bang. Họ đã có thể đi một chuyến đi dài hơn như chuyến này là nhờ trong khi Brad thay đổi công việc. Còn những cuộc du hành ngắn hơn thì anh dùng ngày nghỉ. Trong mọi chuyến đi, cụ Joy vốn làm việc ở tiệm bán thực phẩm trong xóm cho đến khi cụ đã ngoại 80, coi những cuộc thách thức này là những trò chơi lý thú. Cụ leo núi, ngủ lều và đi xuồng xuống tháp nước. Cụ Joy, mẹ ba con và nay là bà nội bà ngoại của bốn đứa cháu, nói, tôi sẵn sàng thử bất cứ cái gì khác lạ. Vả lại, cụ bảo với cậu cháu bên cạnh, cụ cảm thấy rất an toàn. Cụ nói, thằng nhỏ rất tế nhị, nó luôn nắm lấy tay tôi dẫn đường. Nó là một thằng nhỏ thật dễ thương. Nó đã làm cho trái tim của tôi ca hát. Tôi ước gì có nhiều bà nội bà ngoại có được những đứa cháu như nó. Tuy Brad đã phải điều chỉnh một số những cuộc mạo hiểm của họ để thích hợp với khả năng và nhu cầu của bà nội. Anh nói, có những bài học cần được học về chậm lại nữa. 99% tuy vậy, khi tôi hỏi nội là nội muốn làm việc này không, thì nội trả lời ngay, mình thử xem đi con. Cụ Joy thì nói, đó là vì tôi không bao giờ nghĩ đến tôi già bao nhiêu tuổi cả. Tôi cứ xông vào và thử xem sao. Giữa những cuộc hành trình mạo hiểm đến các công viên quốc gia, Brad kể tiếp, chúng tôi cố xem có thể viếng thăm những nơi đáng thăm khác nữa. Chẳng hạn như Brad đưa bà nội đến thủ đô Washington DC hồi tháng 3 năm nay để xem hoa anh đào nở. Trong năm tới, họ đang dự tính đi chuyến đi đến công viên cuối cùng trong danh sách của họ. Đó là công viên quốc gia của đảo Samoa thuộc Hoa Kỳ. Chặng cuối cùng này, cả hai bà cháu đồng ý thật là vui buồn lẫn lộn. Nhưng họ đã có chương trình mới. Cụ Joy nói, nó sẽ là một ngày thật vui và một ngày cũng thật buồn. Chúng tôi tuy vậy tính sẽ bắt đầu với các công viên của các tiểu bang. Bà cụ 92 tuổi đã kinh ngạc về những gì hai bà cháu đã được chứng kiến dọc theo cuộc hành trình. Giải thích là đã cảm thấy hết sức may mắn, đã có được những kinh nghiệm và thấy những cảnh mà không mấy ai được thấy. Đúng vậy, Brad đã dự tính sẽ tiếp tục đưa bà nội đi thăm đất nước xinh đẹp và có thể ngay cả thế giới của chúng ta nữa. Anh nói, làm việc này đã là chuyện anh làm mà anh cảm thấy được hưởng nhiều nhất trong mọi công việc của anh cho đến nay. Sứ vụ anh đặt cho mình tìm cách đem lại một chút mạo hiểm cho cuộc sống của bà nội đã thành công ngoài sức tưởng tượng và đem lại vui sướng cho cả hai bà cháu. Anh nói, anh thật vui là anh đã có thể giúp nội hưởng thêm những kinh nghiệm mới và thêm, nội đáng được hưởng tất cả mọi sự đó. Thank you.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là chương trình Chuyện Bốn Phương với nhà báo Lê Phan, theo Washington Post, The Daily Mail. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin được kính hẹn lại vào chương trình kỳ tới.